Tuy nhiên thì cái chi phí cho cái sinh đó thì bảo hiểm không có chi trả, và chính phủ họ có hỗ trợ cái tiền sinh. Tiền sinh nếu mà tính ra tiền đồng nhất là ai có bảo hiểm thì đều được hỗ trợ cái khoản chi phí sinh, mà cụ thể nó sẽ là khoảng 420.000 yên, tính ra nó khoảng gần 90 triệu như mình ấy. Thì đó là cái chi phí mà để hỗ trợ cho cái tiền mà tốn kém khi mà sinh. Xin chào quý vị đã đến với chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói. Thưa quý vị, câu chuyện lần đầu mang thai và sinh con thì bất kỳ ai cũng sẽ thấy băn khoăn. Và đặc biệt với người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, chắc chắn là nhiều người sẽ chú ý về việc chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh như thế nào, cũng như những cái vấn đề xung quanh như là chi phí mang thai nè, chi phí sinh đẻ nè, và chăm sóc trẻ và những chính sách cụ thể như thế nào sẽ được giải đáp ngay trong ngày hôm nay với chủ đề của chương trình C-Talk là chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh tại Nhật Bản. Và trong chương trình C-Talk ngày hôm nay, Khánh Huy xin được mời quý vị cùng gặp gỡ chị Hayashi Huệ, là giám đốc chuyên môn của công ty Kokoro Medical, kết nối y tế Việt-Nhật. Dạ, em xin chào chị Huệ ạ. Xin chào em, xin chào tất cả các bạn. Dạ, chị ơi, với cái chủ đề của ngày hôm nay thì em phải rất là hăng say khi mà gửi cho chị đến câu hỏi đầu tiên của chương trình. Đó chính là việc mang thai hợp pháp đang được khuyến khích như thế nào ở Nhật Bản ạ? À? Ở Nhật Bản thì tỷ lệ sinh của Nhật Bản hầu như là thấp so với thế giới. Thậm chí những thống kê gần đây chỉ một đời phụ nữ chỉ có sinh 1,38, 1,39 thôi, tức là rất là thấp. Chính vì vậy là chính phủ có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ có sinh, đặc biệt là không phải là sinh con đầu, là sinh con thứ hai, con thứ ba, để có những cái chính sách hỗ trợ. Chế độ khám thai định kỳ khi mà mang thai được áp dụng tại Nhật Bản ra sao ạ? Khi mà các bạn, tất cả người phụ nữ khi mà có thai thì cái việc đầu tiên là mình sẽ tới cái cơ quan hành chính tại nơi địa phương của mình để nhận một cái sổ gọi là sổ mẹ và bé. Thì cái sổ này khi mà em bé nó sinh ra ở bệnh viện như thế nào, trong suốt cái quá trình mà tới khoảng cấp 1, lịch tiêm chủng cụ thể ra làm sao, thì đó là một cuốn sổ rất là chi tiết, trong đó có hướng dẫn rất cụ thể từ lúc bắt đầu có thai cho tới lúc mà em bé có thể là vào cấp 1. Thì cái quyển sổ đấy gọi là sổ mẹ và bé. Mà chị cũng biết là Việt Nam cũng có một số tổ chức đã hỗ trợ và có dịch cái bản đó sang tiếng Việt rồi. Là một cuốn sổ rất là hữu ích. Vì ở Nhật họ tính là mang thai là một cái việc sinh lý bình thường chứ không phải là bệnh tật. Cho nên tất cả các chế độ là không có được sử dụng bảo hiểm. Nếu mà mang thai một cách tự nhiên và không có gì bất thường cả. Chính vì vậy nên họ có những cái chế độ hỗ trợ. Ví dụ như là sẽ có khoảng 14 cái phiếu. 14 cái phiếu để mình có mang những cái phiếu đó đến gặp bác sĩ, đến thăm khám, ví dụ như siêu âm, lấy máu, rồi làm những cái xét nghiệm trong gọi như là khám thai định kỳ ở tại tất cả các cơ sở y tế trên đất nước Nhật Bản này. Đối với người phụ nữ và hoặc là các mẹ đang mang thai á, thì cái chi phí trong quá trình khám thai hoặc là thanh toán nó sẽ như thế nào ạ? Như chị nói với em, nếu là mang thai bình thường á, thì bảo hiểm không có chi trả cho những cái chi phí khám thai này. Tuy nhiên khi mà mình có những bất thường, hoặc là chẳng hạn như nếu mình có đi khám thai mà mình để xem là có thai hay không chẳng hạn, thì lúc đó mình vẫn được sử dụng bảo hiểm. Còn trong quá trình sau khi mang thai cho tới lúc sinh, nếu là sinh bình thường, thì mình sẽ sử dụng những cái phiếu mà mình được nhận miễn phí đó. Còn ngoài ra thì mình cũng có phải chi trả thêm một số những cái chi phí mà theo cái điều tra trung bình là mình sẽ tốn khoảng 500 cho đến 800 đô trong suốt quá trình khám thai. Ngoài những cái phiếu mà họ đã phát cho mình, nó cũng sẽ phụ thuộc vào một số cơ sở, hoặc là mình có làm thêm những cái xét nghiệm không bắt buộc, giống như xét nghiệm tự nguyện. Để xem là thai nhi có an toàn hay không. Thì trong những cái hạng mục là có những hạng mục bảo hiểm có chi trả và có những hạng mục là bảo hiểm không chi trả. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái quá trình khám thai của Nhật, chỉ có 40 tuần mang thai, họ đã có những quy định rất là cụ thể
Ví dụ cho tới 23 tuần thì 4 tuần mình sẽ đi khám một lần. Sau từ tuần thứ 23 cho đến tuần thứ 36 thì là mình sẽ khám 2 tuần một lần. Và sau tuần thứ 36 là cái thời kỳ mà được gọi là sinh sản một cách tự nhiên, đến tuần thứ 40 thì mọi người sẽ đi khám tuần một lần. Thì trong đó là có rất nhiều những cái chi tiết, ví dụ như là nước tiểu này, huyết áp của mẹ như thế nào này, đường huyết này, rồi khả năng thiếu máu ra làm sao này, rồi tất cả những bệnh truyền nhiễm như thế nào, siêu âm để đánh giá cái tăng trưởng, những cái bất thường của thai nhi trong trong quá trình mà mang bầu, thì là một trong những cái mà khám rất là kỹ. Chính vì vậy nếu mà một người bình thường khám đúng theo cái lịch trình mà phía bệnh viện và phía chính phủ có hỗ trợ thì nó đã là rất là an toàn cho mẹ và bé, mà so với mức của thế giới là khá là ổn, và thậm chí là cái tỷ lệ mà rủi ro cho mẹ của Nhật thì họ thậm chí là họ chỉ bằng 1/40 của phần trung bình của thế giới thôi. Trong trường hợp mà các bà mẹ, các những người phụ nữ đang mang thai mà muốn bổ sung vi chất thì những cái trường hợp đó là phải cần kê đơn uống thuốc đúng không ạ? Các bạn đi khám á, thì trong cái gọi như là có khoảng, mình sẽ chia khoảng 3 kỳ: thời kỳ mang thai đầu, thời kỳ mang thai giữa và thời kỳ mang thai cuối. Thì phía bệnh viện các bác sĩ sẽ có xét nghiệm máu cho mình, và lúc đấy để xem là ví dụ có khả năng thiếu máu hay không, hoặc là có những bất thường gì hay không, có cần phải bổ bổ sung thêm những gì không. Thì trong trường hợp nếu phải điều trị, tức là phải uống thuốc, thì các bác sĩ sẽ kê đơn. Còn nếu trường hợp mà không phải điều trị, có nghĩa là mình chỉ có gọi như theo nguyện vọng thôi, thì các bác sĩ, các nữ hộ sinh sẽ đưa ra những cái lời khuyên. Ví dụ ăn những thức ăn này thì nó sẽ bổ hơn và có nhiều những cái chất này để phòng chống những cái việc đó. Thì tất cả những cái lo lắng đó thì đều được giải đáp thắc mắc và được trò chuyện và được khuyên một cách rất là cụ thể trong mỗi lần khám thai. Dạ thưa chị, đối với một ca sinh em bé ở Nhật Bản thì chi phí sẽ được tính như thế nào ạ? Và sau khi sinh thì các bà mẹ có được hỗ trợ gì không ạ? Đầu tiên á, để mà khi mà bắt đầu trong cái thời kỳ chuẩn bị cho sinh á, thì theo cái luật pháp của Nhật, thời gian tính trung bình là 40 tuần là sinh. Thì trước sinh 6 tuần là các bà mẹ sẽ được nghỉ chuẩn bị cho sinh. Ở Nhật thì nó sẽ có rất nhiều chế độ. Ví dụ như là mình có thể lựa chọn là nếu mà không có gì bất thường thì có thể là đón nữ hộ sinh tới sinh tại nhà, hoặc là sinh tại phòng khám, hoặc là sinh tại bệnh viện. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ nguy hiểm mà mình nên lựa chọn sinh ở đâu. Thì nói chung nếu mà sinh ở phòng khám hoặc bệnh viện thì Nhật thì họ hay có những cái gói, giống như là mình cứ thường gọi là điều trị trọn gói ấy. Nếu mà sinh lần đầu thì họ sẽ khoảng trung bình khoảng 5 ngày. 5 ngày ở viện. Và nếu sinh lần hai thì có thể về sớm hơn 1 ngày. Thế còn trong trường hợp mà sinh mổ hoặc là sinh có bất thường gì đó thì có thể là dài hơn. Sinh mổ thì có thể ở từ 8 đến 10 ngày tùy theo sức khỏe. Cho nên là cái thời gian ở viện khá là dài. Tuy nhiên thì cái chi phí cho cái sinh đó thì bảo hiểm không có chi trả. Và chính phủ họ có hỗ trợ cái tiền sinh. Tiền sinh nếu mà tính ra tiền đồng nhất là ai có bảo hiểm thì đều được hỗ trợ cái khoản chi phí sinh, mà cụ thể nó sẽ là khoảng 420.000 yên, tính ra nó khoảng gần 90 triệu như mình ấy. Thì đó là cái chi phí mà để hỗ trợ cho cái tiền mà tốn kém khi mà sinh trong cái thời điểm hiện tại. Thì cái tiền hỗ trợ sinh đấy sẽ có thể là thanh toán trực tiếp với bệnh viện. Sau đó thì sản phụ nếu mà sinh ở nơi mà rẻ hơn thì thậm chí là mình vẫn được nhận lại cái tiền đó. Thì nói chung là chính phủ họ sẽ có hỗ trợ là tối đa là 42 mang. Thì có những bệnh viện tuyến đầu, ví dụ như bệnh viện rất là tối tân, rất là đắt chẳng hạn, thì có thể là lên tới 60 hoặc 70 man trong cái thời gian sinh đó, thì mình sẽ phải trả thêm cái chi phí đó. Bây giờ hầu hết là các bệnh viện, các phòng khám là họ đã trực tiếp lấy cái tiền bảo hiểm đấy cho mình, để cho thai phụ sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh tế. Thế còn chị nghĩ là một cái thông tin này là một thông tin mà các bạn Việt Nam sẽ rất có nhiều bạn chưa biết, là trong những trường hợp mà thai phụ không có đủ kinh tế để sinh mà lỡ có thai chẳng hạn, và họ rất lo lắng ấy, thì tất cả các tỉnh của
trên toàn Nhật Bản, họ đều có chỉ định một số những bệnh viện để hỗ trợ cho những trường hợp mà khó khăn về kinh tế. Chẳng may có khó khăn thì mình nên tới ở Nhật gọi là cơ quan hành chính ấy, tại cái địa phương đó, và mình hỏi xem là trong trường hợp mình khó khăn về sinh nở thì mình có thể là tới bệnh viện nào để có thể được sự hỗ trợ hay không. Thì trong trường hợp đó là họ sẽ cung cấp cho mình những cái thông tin đó. Thì đó cũng là những cái thông tin mà chị nghĩ là mình nên lưu ý để nhận được sự trợ giúp khi mà mình khó khăn. Dạ thưa chị, vậy thì ở Nhật Bản có những cái chính sách mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Có được hưởng lương hay là không ạ? Đối với phụ nữ Nhật, khi mà các bạn có mua bảo hiểm thì tất cả đều được hưởng cái chính sách là hưởng 6 tuần trước khi sinh và 8 tuần sau khi sinh, để đó là thời gian nghỉ sinh. Thì sau 8 tuần đó thì là thời gian nghỉ nuôi con, là có chế độ trung bình bây giờ hiện tại là tính lương á, thì sẽ khoảng 50% so với cả cái lương thực tế mình có đi làm được. Thế còn trong cái trường hợp mà mình 8 tuần sau khi sinh và 6 tuần trước thì họ sẽ có cái chế độ riêng mà nó sẽ tính vào khoảng 67% cái tiền lương thực tế mà khi mà mình đi làm mình có nhận được. Ngoài ra thì một số công ty hoặc là một số nơi khác ấy, họ có áp dụng cái chế độ là có thể nghỉ thêm ví dụ 1.5 năm hoặc là 3 năm theo cái chế độ. Thông thường trong trường hợp đó thì thường là không có lương. Về phía người chồng thì có được hỗ trợ các chính sách tương tự như là người phụ nữ đang khi mà sinh con không ạ? Đối với luật pháp của Nhật thì họ cũng đặt ra là người chồng được phép gọi như là nghỉ nuôi con giống như phụ nữ sau 8 tuần nhé. Và rất là nhiều nơi họ cũng có áp dụng là người chồng được phép nghỉ 1 năm. Nhưng trên thực tế thì rất là ít những trường hợp là nam nghỉ nuôi con. Tóm lại xã hội Nhật thì vẫn là nam là đi làm là chính, cho nên là cái tỷ lệ mà mọi người gọi như tận dụng chính sách để nghỉ nuôi con thì nó cũng không có nhiều và không phổ biến lắm. Tuy nhiên chế độ thì có là nam cũng được phép nghỉ nuôi con. Đối với các bé sơ sinh thì các em có được chính sách áp dụng bảo hiểm y tế, và nếu có thì được chăm sóc như thế nào ạ? Nhật là một trong những nước mà họ rất là chăm sóc y tế rất là tốt cho trẻ sơ sinh, và cả về vấn đề kinh tế nữa. Thì thông thường các em bé sau khi sinh ra cho tới lúc tuổi đi học chẳng hạn, hoặc là hết tuổi đi học chẳng hạn, thì tất cả các địa phương ngoài cái chế độ bảo hiểm ra thì họ có cái chế độ hỗ trợ, và hầu như là gia đình không có phải chi trả bất cứ những cái chi phí y tế nào. Thậm chí là các em có thể là nằm viện triền miên khoảng suốt trong khoảng thời gian đó, nhưng mà cái chi phí để dành cho tốn kém cho vấn đề điều trị cho các em thì gọi là miễn phí. Với câu hỏi tiếp theo mà em muốn gửi đến cho chị thì nó hơi chuyên môn tí xíu, đó chính là khi gặp vấn đề về sức khỏe của thai nhi và thai phụ á, thì trong trường hợp nào thì bắt buộc phải chấm dứt thai kỳ ạ? Trong trường hợp đó thì các bác sĩ sẽ chỉ định là nếu mà nguy hiểm đến tính mạng này, nguy hiểm gọi như là nghiêm trọng đến thai phụ trong quá trình đó, thì các bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên chính xác là mình nên giữ thai hoặc là mình nên xử lý như thế nào. Với những cái chia sẻ của chị Hayashi Huệ là giám đốc chuyên môn của Kokoro Medical, kết nối y tế Việt Nhật, đã cho em cũng như là quý vị khán giả của chương trình C-Talk rất là nhiều thông tin bổ ích. Em cảm ơn chị đã đồng ý tham gia chương trình này của chúng em ạ. Cảm ơn em, và chị cũng rất là mong những cái thông tin mà chị truyền đạt tới các bạn thì giúp ích một phần cho các bạn. Thưa quý vị khán giả của chương trình C-Talk, Khánh Nguyên cùng với chị Hayashi Huệ rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.